thưa quý vị một câu chuyện mà người phụ nữ người vợ đã chia sẻ lại đầy cảm xúc và nhân văn đối với một người chồng của mình câu chuyện rất là cảm động và trước khi vào câu chuyện này tôi mong rằng quý vị nào đam mê chuyện ma chuyện tâm linh hãy ghé qua ủng hộ đăng ký kênh cho chuyện ma miền đông của tôi tôi rất chân thành cảm ơn và giờ đây Tôi kính mời quý vị lắng nghe chi tiết câu chuyện mà người vợ đã chia sẻ lại đầy cảm xúc đối với một người chồng như thế nào. Xin kính mời quý vị lắng nghe. 3 năm chạy chữa vợ chồng tôi vẫn không có con. Vậy mà vừa rồi chồng lại ôm đứa trẻ lạ về khiến tôi vô cùng sốc. Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời đại học Sau khi ra trường Chúng tôi tổ chức đám cưới Đến giờ hai vợ chồng đã ở bên nhau được 7 năm Nhưng ngặt một nỗi Chúng tôi chưa có con Công việc của hai vợ chồng sau khi ra trường đều thuận lợi Có sự thăng tiến Nhờ vậy mà dù còn trẻ tuổi Chúng tôi đã có nhà, có xe đầy đủ Tôi chỉ buồn một điều vì đường con cái ba năm nay chạy chữa vợ chồng tôi vẫn không có con thời gian đầu đi khám bác sĩ bảo chồng tôi yếu lần khác đi kiểm tra lại nói nguyên nhân từ tôi bố mẹ chồng tôi cứ nghĩ vì chúng tôi mãi làm mà chỉnh mạng chuyện con cái nhưng đến giờ tôi cũng không biết lý do vì sao mà vợ chồng tôi muộn con đến như vậy nhìn những đứa trẻ con bên hàng xóm tôi vẫn luôn khát khao cảm giác được làm mẹ Khát khao cảm giác được ôm con trong vòng tay Hai tháng trước Tôi đã vỡ òa sung sướng báo tin vui với anh Thế nhưng Hạnh phúc chưa kịp trọn vẹn Con đã rời bỏ tôi mà đi Vì cơ thể tôi yếu quá Tôi gần như gục ngã Sau cú sốc lớn này Cũng như tôi Chồng tôi đã rất buồn Khi biết vợ xảy thai đau lớn vì cú sốc mất con, áp lực từ phía gia đình nhà chồng đã có lúc tôi muốn buông xuôi tất cả. Nhưng khi tôi yếu đuối nhất đều có chồng ở bên cạnh. Anh ít khi nói lời đường mật nhưng vẫn luôn thể hiện sự quan tâm, nắm chặt lấy tay tôi. Anh luôn ở bên động viên, bảo vệ tôi trước mọi điều tiếng từ phía nhà chồng. Một tháng trở lại đây. Chồng tôi hay đi sớm về khuya Tôi thấy anh bận rộn nhiều việc Có hỏi thì anh chỉ bảo Công ty có nhiều việc Anh phải làm tăng thêm Giờ mới kịp tiến độ Trước giờ chồng tôi dù có bận việc đến đâu Cũng không bao giờ nói với tôi như vậy Tôi bắt đầu suy nghi Và rồi một ngày Anh đã ôm một đứa trẻ lạ về nhà Tôi sốc nặng Làm ầm ý lên Vì nghĩ trong thời gian vừa rồi Chồng đã lừa dối tôi cho đến khi tôi nhìn thấy tờ giấy trong bọc quần áo của đứa trẻ tôi đã không cầm được nước mắt khi biết mình mất đi một đứa con và khả năng có con của mình khó khăn hơn tôi đã có ý định sinh con nuôi lúc đó tôi nói với chồng nhưng anh vẫn lưỡng lự vì bảo muốn cố gắng thêm một thời gian vậy mà tôi không thể ngờ chính anh giờ lại là người trực tiếp đi nhận con nuôi hóa ra thời gian vừa rồi anh bận hơn vì để đi làm thủ tục để nhận con nuôi. Anh bảo với tôi, sau lần xảy thai thấy tôi sức khỏe yếu hơn nên anh không muốn tôi phải vất vả thêm. Ôm đứa trẻ trong tay từ anh, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng và ân hận vì mình đã không tin tưởng ở chồng mình. Anh bảo thêm với tôi rằng cả hai vợ chồng đều là những người nặng tình cảm. Hơn nữa, Chúng tôi đã cố gắng gắn bó với nhau từ tuổi trẻ Nên không muốn vì một nguyên nhân nào đó mà phải xa cách nhau Tôi thấy mình quá may mắn khi có một người chồng bên cạnh như anh Vâng, xin kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai Cả năm vợ không chịu ngủ cùng Bất giác thấy tiếng nức ở phòng bên Tôi đã chết lặng sau khi hé mở cửa Vợ chồng tôi kết hôn đến năm nay là năm thứ bảy Sau khi cưới nhau Chúng tôi cũng mãi mới có con Giờ cậu con trai của chúng tôi được hơn 2 tuổi Ở ngưỡng cửa 30 Vợ chồng tôi đã sở hữu căn hộ nhỏ Nhiều người cho rằng Vợ chồng tôi quá thuận lợi Khi còn trẻ mà đã có kinh tế ổn định Thế nhưng ít ai biết được Vợ chồng tôi có những điều chưa thể giải quyết được Ngày vợ tôi mang bầu cơ thể cô ấy rất là yếu gần như suốt thời gian thai kỳ cô ấy phải chú ý việc đi lại nhiều lúc còn nằm teo chân cũng vì vậy mà chuyện sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi không thể thực hiện được mỗi lần tôi ngỏ ý vợ đều tránh vì sợ ảnh hưởng đến con bản thân tôi cũng lo sợ vì bị xảy thai vợ không đáp ứng được nên có lần tôi đã tắc lưỡi buông thả bản thân nghĩ bóc bánh trả tiền thì cũng không có vấn đề gì sau hôm đấy tôi không có liên lạc gì với cô gái tỉnh một đêm đó thế nhưng chẳng hiểu thế nào mà một vài hôm sau cô ta lại gửi vào máy tôi những hình ảnh thiếu vải đúng lúc ấy vợ tôi lại đang cầm điện thoại của tôi đã rất sốc cô ấy biết chuyện nhưng không hề nổi nóng với tôi suốt thời gian sau đó cô ấy luôn trong tình trạng trầm tư nhiều lúc tôi nói chuyện mà cô ấy không thèm Bắt lời Cả tháng trời đau khổ Cuối cùng cô ấy bảo vì đứa con trong bụng Mà sẽ tha thứ cho tôi một lần duy nhất này Từ sau lần đấy Tôi cảm thấy có lỗi với vợ con rất là nhiều Tôi không dám tái phạm lần nào nữa Vì chỉ sợ vợ lại rơi vào tình cảnh trầm cảm Vậy mà kể từ khi sinh xong con vợ chưa bao giờ ngủ cùng tôi từ tối đến sáng vợ chồng lần nào gần gũi xong là cô ấy lại sang phòng ngủ cùng con chứ nhất định không chịu ngủ chung với tôi ban đầu tôi chỉ nghĩ con còn nhỏ vợ làm vậy cũng là bình thường để được ôm vợ ngủ nhiều khi tôi chui sang phòng hai mẹ con nhưng cô ấy lại bắt tôi về phòng ngủ một mình lý do đưa ra là để con ngủ ngon bởi tính tôi ngủ thì không được ngoan như người khác Thấy vợ nói thế nghĩ cũng đúng Tôi lại trở về phòng Suốt cả năm không được nằm cạnh vợ Con giờ đã hơn 2 tuổi Và đã cai sữa Mà vợ vẫn không chịu ngủ chung cùng chồng Con trai tôi giờ cũng có bà ngoại lên ở Cùng chăm sóc Cho đến một tối gần đây Bà ngoại về quê Tối đó tôi nghe thấy tiếng nấc ở bên phòng con Nghĩ là con quấy khóc Liền hé cửa vào xem Thì thấy người khóc lại là vợ mình Bất giác thấy tôi Cô ấy lúc này mới thú nhận với tôi rằng Đến giờ vẫn không thể quên được chuyện mà tôi làm trong quá khứ Đêm nào cô ấy cũng không ngủ được ngon giấc Vì hình ảnh của cô gái ngày trước gửi ảnh cho chồng lại hiện ra Thương vợ bao nhiêu tôi càng thấy giận bản thân mình bấy nhiêu Thật không ngờ Chính sự vô tâm của tôi đã đẩy vợ đến tình trạng như vậy Chỉ vì một phút buôn thả bản thân Mà tôi đã đánh mất đi tình yêu của vợ mình Giờ đây tôi không biết mình phải làm gì để giúp vợ Không còn ám ảnh chuyện đó Và tình cảm vợ chồng được hàn gắn nữa Mong mọi người cho tôi một lời khuyên Vâng Mong quý vị lắng nghe Bình luận chia sẻ về hai câu chuyện này Tôi rất chân thành cảm ơn Đến đây tôi xin chào Và hẹn gặp lại